Trên thiên đường, thiên thần sẽ xóa ký ức của mỗi đứa bé bằng cách hôn lên ngón tay rồi đặt lên môi bọn trẻ. Những đứa trẻ sẽ quên hết sạch toàn bộ ký ức kiếp trước và bắt đầu một cuộc đời mới. Nhưng cậu bé Nemo lại bị thiên thần bỏ quên. Và cứ thế cậu ấy mang theo ký ức kiếp trước, đầu thai quay lại nhân gian. Cậu ấy lựa chọn một người phụ nữ xinh đẹp làm mẹ mình và một ông bố tốt bụng. Dưới sự chăm sóc của bố mẹ, Nemo dần dần lớn lên, nhưng khoảng thời gian tốt đẹp không được bao lâu. Vì tình cảm tan vỡ, bố mẹ Nemo quyết định ly hôn, cậu ấy chọn sống cùng với mẹ. Hàng xóm của cậu ấy là ba cô bé đáng yêu, lần lượt là Alice, Anna và Jean. Bọn họ trở thành câu hỏi khó lựa chọn nhất trong cuộc đời Nemo để có được hạnh phúc. Nemo bắt đầu xem trước tương lai của mình, người đầu tiên mà Nemo chọn là Anna. Nhưng một hôm Anna rủ Nemo đi bơi. Nhưng Nemo lại nói mình không bơi với kẻ ngu ngốc. Anna tức giận rời đi. Cho đến năm 34 tuổi Nemo mới vô tình gặp Anna. Nhưng Anna lúc này đã trở thành mẹ người ta, cuộc sống đầy những tiếc nuối này nhất định phải làm lại. Thế là cậu ấy lại quay lại khoảnh khắc lựa chọn. Trước lời mời của Anna, Nemo thành thật nói rằng mình không biết bơi. Anna rung động trước sự chân thành của cậu, rất nhanh hai người đã tiến tới hôn nhân, còn có hai đứa con đáng yêu. Nemo cũng trở thành người dẫn chương trình, nhưng hạnh phúc không kéo dài lâu. Hôm đó anh ấy lái xe về nhà, chiếc xe vì mất lái mà lao thẳng xuống hồ. Và thế là anh ấy tạm biệt cõi trần. Xem ra lựa chọn Anna không phải là một lựa chọn tốt. Nemo chỉ đang quay ngược lại. Lần này anh ấy lựa chọn Alice. Hai người gặp nhau ở quán bar, nhưng Alice lại yêu bạn trai mình sâu đậm. Sau khi Alice bị bạn trai đá, Nemo mới dám viết thư tỏ tình. Nhưng khi anh ấy cầm bức thư đã viết xong đến trước cửa nhà Alice, lại phát hiện ra hai người họ đã làm lành. Anh chàng viết thư tình cho người mình yêu, lại thấy người mình yêu đang ở bên cạnh một chàng trai khác. Vì quá xấu hổ, Nemo chọn cách quay xe. Anh đau lòng bỏ đi, càng đau càng vặn ga nhanh hơn. Đến khi chiếc xe đi qua một chiếc lá, chiếc xe trượt dài trên đường, Nemo bị ngã thành người thực vật. Cái kết này không được bắt buộc phải làm lại. Nemo lại di chuyển thời gian quay về lúc anh vừa mới đến trước cửa nhà Alice. Lần này anh ấy không vội, mà đợi sau khi bạn trai Alice rời đi, anh ấy mới lãng lẽ đi đến đưa bức thư tình cho cô. Nhưng Alice lại nói mình còn yêu bạn trai rất nhiều, xin anh đừng làm phiền. Nemo đau lòng tuyệt vọng, một mình đến quán bar uống rượu say. Ở đây anh ấy lại vô tình gặp Jean năm đó. Jean đi đến trước mặt Nemo, hai người khiêu vũ cùng nhau. Hóa ra Jean vốn đã thích Nemo từ nhỏ, nhưng Nemo lại không yêu cô ấy. Nhưng cuối cùng hai người vẫn đến với nhau. Tuy rằng Jean không được xinh đẹp như ai, nhưng lại là một người vợ người mẹ tốt. Hai người cùng nhau cố gắng vì cuộc sống. Sự nghiệp của Nemo thuận buồm xuôi gió, anh ấy trở thành một người giàu có. Nhưng cuộc sống hôn nhân lại không có tình yêu, bởi vì trái tim Nemo lúc này vẫn không buông được Alice. Chuyện đó khiến anh vô cùng đau khổ. Thế là anh ấy có suy nghĩ muốn tự tử, nhưng lần nào cũng thất bại. Hôm đó Nemo đã đem tất cả tài sản để lại cho Jean, quyết định đi lang thang. Nhưng không ngờ đến khách sạn thì lại bị ám sát. Xem ra chọn người yêu mình nhưng mình không yêu cũng không ổn. Nemo quyết định quay ngược lại lần nữa, quay về khoảnh khắc tỏ tình với Alice. Cuối cùng lần này anh đã chiếm được trái tim cô. Sau đó hai người cũng đi đến hôn nhân. Nhưng dưa hái xanh thì không ngọt, Alice vẫn không thể quên được bạn trai cũ, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Chuyện này khiến Nemo vô cùng đau khổ. Cuối cùng hai người chỉ có thể ly hôn. Khi cả hai đang lái xe, sự cố bất ngờ đã xảy ra. Một chiếc xe chở dầu bỗng nhiên phát nổ, Alice chết ngay tại chỗ. Nemo cũng bị bỏng nặng. Rất rõ ràng đây không phải là lựa chọn tốt. Xem ra cho dù anh ấy có chọn như thế nào cùng đều không có kết quả tốt. Thế là lần này Nemo quyết định không chọn ai hết, một mình chạy về phía con đường. Và cứ thế 30 năm trôi qua. Hôm đó anh ấy vô tình gặp Anna, mối tình đầu tiên. Thế là tình yêu lại được thắp sáng. Nhưng lúc Nemo tỏ tình với Anna, Anna vừa mới mất chồng, nói mình cần suy nghĩ. Anna để lại số điện thoại của mình cho Nemo rồi rời đi. Nhưng không may là trời bỗng dưng đổ mưa, khiến dòng chữ bị lấm lem. Nemo và Anna hoàn toàn mất liên lạc. Anh ấy có linh cảm rằng Anna nhất định sẽ quay lại. Thế là ngày qua ngày anh ta nằm dài trên ghế chờ đợi cô, thậm chí còn vẽ một vòng tròn phía trước đợi Anna bước đến. Nhưng bi kịch là dù Nemo có chờ cô cả một đời cũng không thể gặp lại được Anna. Lúc này đã là năm 2092, con người đã làm chủ công nghệ bất tử, nhưng Nemo lại từ chối nó. Bởi vì ông ấy không muốn cô đơn một mình sống cả đời. Một phóng viên đến phỏng vấn ông ấy. Nemo đem câu chuyện của mình kể lại với phóng viên, nhưng phóng viên không hề tin, nghĩ rằng Nemo già rồi nên hay tưởng tượng. Nemo còn nói với phóng viên, thực ra anh và tôi đều không tồn tại, chúng ta đều là do một cậu bé 9 tuổi dự đoán ra. Lúc này thế giới bên ngoài cửa sổ bắt đầu tan vỡ, mọi thứ đều biến thành hư vô. Nemo nằm trên giường gọi tên Anna. Cuối cùng ông ấy cũng rời bỏ thế giới này. Hóa ra tất cả đều là do Nemo tưởng tượng ra. Mà Nemo của hiện tại vẫn là cậu bé 9 tuổi, đang đứng giữa ngã tư cuộc đời. Thật khó để quyết định. Bộ phim kết thúc ở đây. Xem ra có khả năng dự đoán tương lai cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì nó sẽ khiến chúng ta càng do dự hơn. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nhé.